giá vàng tăng, hy vọng lập kỷ lục mới. Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 12 tháng 8, giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitcocom tăng tiếp lên mức 1.752,9 đồng mỗi ao. Giá vàng SJC tại Hà Nội chốt phiên ngày 11 tháng 8 ở mức 56,15 đến 57,7 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC chốt phiên ở mức 56,2 đến 56,9 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 12 tháng 8, giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitcocom có biên độ tăng tiếp hơn 1 USD, giao dịch lên mức 1.752,9 đồng mỗi ao. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 của Mỹ được công bố với kết quả tăng 0,5% đã giúp giá vàng tăng trở lại. Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều. Các chỉ số chứng khoán châu Âu sau khi gần chạm mức kỷ lục trong phiên trước thì phiên này đã suy yếu cũng hỗ trợ cho giá vàng. Thị trường chứng khoán Mỹ và vàng được tiếp thêm động lực ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá 1.200 tỷ USD, mang lại thắng lợi lớn cho Tổng thống Biden. Sau mấy phiên bán tháo thì nay, thị trường vàng đã xuất hiện một lực mua vào. Tỷ phú Ai Cập Nagusa Aziz cho biết vàng là khoản đầu tư nên sở hữu khi thế giới lo ngại về giá cả tăng cao. Bạn cần phải có một phần danh mục đầu tư là vàng. Tôi nói đến mức 20% đến 30%. Tôi từng ở mức 50%. Người giàu thứ hai Ai Cập khuyến nghị. Giới chuyên gia đánh giá nhu cầu tích góp và đầu tư vàng tăng khiến giá quý kim này có thể quay trở lại mốc 2.000 đô mỗi ao trong năm nay. Bargold, một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, hy vọng cổ phiếu sẽ tăng giá cùng với đà tăng của giá vàng trong những tháng cuối năm. Ở các thị trường tiêu dùng vàng lớn nhất thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ, việc mua đồ trang sức bằng vàng đều mang tính mùa vụ cao. Mùa lễ hội và mùa cưới ở hai nước này thường được tổ chức nhiều vào nửa cuối năm khiến người tiêu dùng mua nhiều, đẩy giá vàng đi lên.